Năm 2014, Liên bang Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Tình trạng tương lai của bán đảo này được cho sẽ là một nội dung then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Giới quân sự và chuyên gia phương Tây nhiều lần cảnh báo việc Ukraine tìm cách giành lại Crimea có thể khiến xung đột leo thang nguy hiểm. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Guardian được công bố hôm 24 tháng 7, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky cho biết Kiev đã có kế hoạch giành lại Crimea sau hơn một thập niên Nga sáp nhập bán đảo này. Khi được hỏi kế hoạch này có thực sự khả thi không, tướng Ukraine nói, khả thi, tất nhiên, đó là một bí mật quân sự lớn. Theo ông Syrsky, Nga buộc phải rút hoàn toàn khỏi cảng Sevastopol ở Crimea sau một loạt cuộc tấn công của Ukraine. Kiev tuyên bố các phương tiện không người lái đã phá hủy khoảng 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine đã phá hủy các cơ sở radar và tên lửa của Nga ở Crimea. Mục tiêu chính của Ukraine là phá hủy tuyến đường bộ và đường sắt nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Tuy nhiên, tướng Syrsky từ chối cho biết khi nào Ukraine đạt được mục tiêu này. Tướng Syrsky nói thêm rằng, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ làm mọi cách để có thể đạt được đường biên giới được quốc tế công nhận năm 1991. Ông tuyên bố Ukraine biết cách đánh bại Nga. Tướng Syrsky nhấn mạnh, tôi biết rằng chúng tôi sẽ thắng, tôi biết mình phải làm điều đó như thế nào và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ làm được. Tuy nhiên, ông thừa nhận tình hình hiện rất khó khăn. Ông nói, Nga tấn công các vị trí của chúng tôi theo nhiều hướng, liệu bước tiến của Nga có thể bị dừng lại? Tất nhiên là có. Trước hết, điều đó phụ thuộc vào những người lính dũng cảm, các sĩ quan của chúng tôi. Giữa lúc có nhiều hoài nghi về triển vọng giành được chiến thắng hoàn toàn của Ukraine, tướng Syrsky ghi nhận nhiều diễn biến tích cực, trong đó máy bay chiến đấu F-16 sẽ tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Theo ông, F-16 sẽ cho phép Kiev hoạt động hiệu quả hơn trước tên lửa hành trình của Nga và tấn công các mục tiêu mặt đất một cách chính xác. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn có những giới hạn đối với những gì F-16 có thể đạt được. Các tiêm kích này phải hoạt động cách tiền tuyến ít nhất 40 km để tránh nguy cơ bị Moscow bắn hạ. Tướng Ukraine thừa nhận Nga có sức mạnh không quân vượt trội và hệ thống phòng không rất mạnh. Vì lý do này, Ukraine ngày càng chuyển sang sử dụng các hệ thống máy bay không người lái. Ukraine sử dụng máy bay không người lái rất hiệu quả và đang thử nghiệm hệ thống robot mặt đất có thể cung cấp đạn dược hoặc giải cứu binh lính bị thương. Ông Syrsky nói, chúng tôi chiến đấu không phải bằng số lượng mà bằng chất lượng. Ông đồng thời cho biết, máy bay không người lái đóng vai trò lớn như pháo binh. Ông cũng cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng thành công máy bay không người lái cảm tử tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Cho đến nay, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào khoảng 200 cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga. Tất cả đều được kết nối với hậu cần quân sự, bao gồm các nhà máy, bãi chứa nhiên liệu và kho đạn dược của Nga. Quân đội Mỹ mới đây đã bất ngờ thông báo hủy dự án phát triển mẫu trực thăng thuộc chương trình máy bay trinh sát tấn công tương lai FARA, đồng thời tuyên bố sẽ ngừng sản xuất trực thăng UH-60V Black Hawk từ năm 2025. Phát biểu về các quyết định này, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Randy Jock cho biết, cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến Washington nhận ra rằng hoạt động trinh sát đường không đã thay đổi một cách căn bản. Tướng Jock nói, cảm biến và vũ khí trên nhiều hệ thống không người lái và trên không gian đang ngày càng trở nên phổ biến, vươn xa và rẻ hơn bao giờ hết. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông George, chỉ huy Bộ Tư lệnh Tương lai Mỹ, tướng James Rainey nhấn mạnh, nước này đang đặc biệt chú ý đến cuộc xung đột tại Ukraine và giải Gaza để lên kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp, vì Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với chiến tranh ngay tối nay, ngay tuần này. Tuyên bố của giới lãnh đạo quân đội Mỹ đánh dấu sự thay đổi lớn của Washington trong cách đánh giá vai trò của trực thăng, loại khí tài được sử dụng phổ biến trên chiến trường hàng chục năm qua, đảm nhận nhiều nhiệm vụ như chiến đấu, trinh sát, vận tải và hậu cần. Thông báo từ bỏ dự án trực thăng mới của Lầu Năm Góc còn đáng chú ý hơn bởi chương trình FARA đang ở trong giai đoạn cuối. Các nhà thầu được lựa chọn trước đó thậm chí đã chế tạo xong nguyên mẫu để đưa vào thử nghiệm và đánh giá lần cuối. Chuyên gia quân sự David Icke nhận định, tổn thất của phi công trực thăng cả hai bên trong xung đột Ukraine là nguyên nhân dẫn tới quyết định khẩn trương của quân đội Mỹ. Trực thăng đang ra đi, cuộc xung đột tại Ukraine đang hủy hoại nó. Số liệu thống kê của trang phân tích nguồn mở ORIC cũng như Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế
IESS ủng hộ nhận định của chuyên gia. Tính đến đầu năm nay, Nga đã mất ít nhất 40% phi đội trực thăng chiến đấu của mình, bao gồm mẫu hiện đại nhất K-52 có biệt danh cá sấu bay, cùng gần 20% tổng số trực thăng vận tải. Ukraine cũng đã mất hơn nửa phi đội trực thăng, vốn có quy mô nhỏ hơn nhiều so với đối phương. Theo người từng là chuyên gia về đạn dược và giả pháo bom mìn của quân đội Anh, Steve Brown, chỉ huy quân đội cả hai bên đều chưa có kinh nghiệm tham gia các cuộc chiến quy mô lớn như hiện nay. Họ đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của các hệ thống phòng không trong môi trường chiến tranh hiện đại. Cựu cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine Serhii Kuzan cho biết, bài học này đã được thể hiện rõ trong cuộc tấn công quy mô lớn bằng trực thăng của Nga vào sân bay Hostomel ở ngoại ô Kiev trong những ngày đầu của cuộc chiến. Quân đội Nga từng kỳ vọng chiến dịch đổ bộ bằng trực thăng táo bạo này sẽ giúp họ tạo đầu cầu chiến lược ở sân bay Hostomel, mở cửa ngõ để lực lượng Nga có thể nhanh chóng tấn công kiểm soát trung tâm đầu não thủ đô Ukraine, cách đó chưa đầy 30 km. Lực lượng đổ bộ đường không Nga với sự yểm trợ của trực thăng ban đầu kiểm soát được sân bay, song sau đó hứng chịu thiệt hại nặng nề và buộc phải rút lui do hỏa lực mạnh mẽ từ pháo phòng không và tên lửa vác vai của Ukraine khiến Nga không thể triển khai trực thăng cũng như máy bay tăng viện. Theo giới chuyên gia, chiến trường Ukraine ẩn chứa rất nhiều mối đe dọa với các dòng máy bay cánh bằng và trực thăng. Các lá chắn tên lửa tầm xa và tầm trung như S-200, S-300 và S-400 khiến các chuyến bay ở độ cao lớn trở nên nguy hiểm hơn, trong khi hệ thống phòng không vác vai gây nhiều khó khăn cho các phi cơ hoạt động ở độ cao từ 3.000m đổ lại. Lực lượng Ukraine thậm chí từng tuyên bố dùng cả tên lửa chống tăng để hạ trực thăng Nga. Chuyên gia về hàng không vũ trụ quân sự tại IESS, Douglas Barry cho biết, điều này khiến lực lượng Nga phải thay đổi chiến thuật sử dụng trực thăng chiến đấu, chủ yếu sử dụng khí tài này cho nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực thay vì làm mũi xung kích, đồng thời trang bị cho chúng các loại vũ khí tầm xa như tên lửa hành trình không đối đất KH-39 để có thể tập kích mục tiêu từ khoảng cách an toàn. Dù vậy, Moscow vẫn đang tiếp tục hứng chịu tổn thất về trực thăng. Nhận thấy khí tài này không còn hiệu quả như trước, giới chức Mỹ đang muốn chuyển hướng nguồn lực sang giải pháp thay thế là máy bay không người lái UAV. Hủy bỏ chương trình FARA sẽ giúp giải phóng hàng tỷ đô la Mỹ ngân sách để đầu tư vào lĩnh vực UAV. Khí tài nhiều chuyên gia tin rằng có thể đổi đáng kể diện mạo chiến trường dựa trên những gì đang diễn ra tại Ukraine. UAV có thể đảm nhiệm các vị trí trực thăng thường làm từ thu thập thông tin tình báo, trinh sát cho đến thực hiện các cuộc tập kích bằng tên lửa không đối không, không đối đất và vũ khí dẫn đường chống tăng ATGV. Trong cuộc xung đột tại Ukraine, UAV cảm tử đã thể hiện tốt vai trò cung cấp hỏa lực cho cả hai bên khi có thể tập kích, phá hủy các khí tài hạng nặng như xe tăng, thiết giáp bằng cách đánh chúng vào vị trí hiểm yếu. UAV cũng liên tục được sử dụng với vai trò chỉ thị mục tiêu giúp pháo binh tung đòn đánh chính xác từ khoảng cách xa. Đồng thời, chúng có giá thành rẻ và kích thước nhỏ hơn trực thăng rất nhiều nên khó bị nhắm mục tiêu hơn. Các video do lực lượng Ukraine đăng gần đây cho thấy, đạn phòng không Nga đã không ít lần bắn trượt UAV do loại khí tài này có kích thước quá nhỏ để kích hoạt đầu dò cận đích trên tên lửa đánh chặn. Hồi năm ngoái, giáo sư tại Đại học Kỹ thuật Điện Saint Petersburg của Nga, Sergei Makarenko cho biết, lực lượng phòng thủ Moscow gần như không thể bắn trúng UAV có kích thước nhỏ bằng các vũ khí hiện có. Một lợi thế nữa của UAV là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. UAV hiện vẫn chủ yếu được điều khiển từ xa, song trong tương lai có thể tích hợp AI một cách đại trà, giúp chúng trở thành vũ khí bán tự động hoặc hoàn toàn tự động. Dù vậy, điều này không có nghĩa trực thăng sẽ hoàn toàn biến mất trên chiến trường, ít nhất là trong tương lai gần. Theo chuyên gia Brown, chúng dự kiến tiếp tục sử dụng cho nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực từ xa như cách Nga đang làm, thậm chí có thể dùng làm phương tiện phóng UAV. Một ví dụ là mẫu UAV tầm xa Antius 700 đang được quân đội Mỹ phát triển với khả năng triển khai từ trực thăng UH-60 Black Hawk. Ngoài ra, trực thăng còn có thể trở thành trạm điều khiển và tiếp sóng trên không, giúp tăng phạm vi hoạt động của UAV. Bên cạnh đó, khí tài này vẫn sẽ là phương tiện thiết yếu cho nhiệm vụ hậu cần, vận tải, triển khai quân hoặc sơ tán y tế ở những khu vực khó tiếp cận, dù những vai trò này một ngày nào đó có thể bị UAV thay thế. Tướng Rainey cho biết, tương lai sẽ thuộc về bên có tích hợp con người và máy móc một cách hiệu quả.